Hoàng Sơn xin chào cô chú anh chị và các bạn. Chào mừng cả nhà mình trở lại với kênh Sức Khỏe 60 giây ha. Hôm nay Hoàng Sơn cùng cả nhà mình cập nhật dòng máy đo đường huyết mới nhất 2021 ha. Đây là máy đo đường huyết của hãng Agrey, thương hiệu Nhật Bản. Chiếm đến 60% thị trường Nhật Bản dùng. Và cái hãng Agrey này á thì quá quen thuộc đối với người Nhật cũng như đối với Việt Nam mình ha. Các bệnh viện ở Việt Nam thì xài cái này rất là nhiều, tại thương hiệu này lâu đời lắm rồi. Và đây là mẫu máy đo đường huyết mới nhất 2021 nè. Đạt tiêu chuẩn ISO mới, ISO 15197-2015 thì độ chính xác nó cực kỳ cao do cái công nghệ mới nhất hiện giờ cả nhà ha, đo nhanh và dễ sử dụng. Về cái code thì là code tự động, tức là đối với một số máy đời đầu, đời xưa đó thì chúng ta phải khi cấm code rào chúng ta phải cài đặt nè, hoặc là có cái thẻ nhớ để chúng ta thay vào thì nó lại khá rườm rà, cũng mất công đối với người lớn tuổi. Còn cái mẫu này thì chúng ta chỉ cấm que vào thì đo thôi, rất là nhanh. Đo nhanh kết quả 5 giây. Cái dòng máy này thì Hoàng Sơn đã thử rồi, đo rất là nhanh, chỉ cần 2-3 giây là ra kết quả luôn á. Lượng máu thử thì rất là nhỏ. So với những cái dòng máy đo đường huyết cũ á, thì chúng ta cần lượng máu, một giọt máu to. Nhưng mà cái này thực sự giọt máu rất là nhỏ, vẫn có thể ra kết quả chuẩn luôn. Có cổng dữ liệu USB để chúng ta copy cái dữ liệu từ trong bộ nhớ ra ngoài máy tính ha. Và có đến 500 lần nhớ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng khui máy nha. Đây là mẫu máy đo đường huyết của nhà máy Agrey, thương hiệu số 1 Nhật Bản nè, của hãng Leukocath. Nếu mà như bà con mình đã từng xài dòng máy đo đường huyết rồi á, khi chúng ta cầm vào cái máy này chúng ta sẽ cảm nhận được cái máy rất là chất lượng về ngay cả cái vỏ bên ngoài luôn. Ở phía sau là cái tem phụ cả nhà ha. Giá bán niêm yết trên hộp là 1.200.000 và bảo hành 5 năm. Đi theo thì có một cái cây bút để lấy máu nè, 10 kim và 10 que, và có pin đầy đủ và có cả cái bao để mình túi đựng luôn. Rồi chúng ta khui máy thử nha. Rồi đây là một cái túi đựng của nó. Đây là cái hũ que 10 que, tức là đi theo máy là 10 que, nhưng mà sau này chúng ta mua là hũ que 25 que nha. Và rất là nhiều giấy hướng dẫn sử dụng nè, phiếu bảo hành. Rồi cái phiếu bảo hành chính hãng là 5 năm cả nhà ha. Nhưng mà mấy cái máy này thì nó cực kỳ bền, để chúng ta cũng ít xài nè. Rồi nếu mà hết hạn bảo hành chúng ta đem ra vẫn được hỗ trợ từ công ty ha. Bảo hành 5 năm. Rồi ở đây thì chúng ta có hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt, tiếng Anh, hướng dẫn sử dụng bút lấy máu rất là nhiều. Nhưng mà thật sự cái máy này dễ sử dụng lắm. Rồi để Hoàng Sơn hướng dẫn sơ cho cả nhà mình xem. Bây giờ mình khui ra bên trong coi máy nha. Đây thì nó cũng giống như những cái dòng máy mà chúng ta hay thấy. Nó gồm có một cái máy, cây bút lấy máu, 10 kim và 10 que ha. Rồi khi đo máy đo đường huyết thì chúng ta cần cái gì? Một cái máy đo, một cái que để cắm vào máy ha, để mình lấy máu mình kiểm tra, và một cái cây bút để mình có thể chích lấy máu cho nó nhanh, nó không đau nè. Thì loại bút trên thị trường hiện giờ nó sẽ có 3 loại. Một là cái kim tròn, cái ấn kim tròn. Hai là kim dẹp. Và cái thứ ba là kim nhiều đầu. Thì đối với kim nhiều đầu thì của những hãng khác nó khá là mắc tiền. Thì chúng ta sẽ có những cái kim này sẽ dễ tìm hơn. Kim tròn ha. Khi mà sau này chúng ta hết kim á, chúng ta đi ra chúng ta nói là xài kim tròn thì người ta sẽ biết, người ta sẽ bán cho mình. Nó cũng khá là rẻ. Rồi đây là cái cây bút lấy máu. Khi mà chúng ta mở ra thì chúng ta có thể gắn kim vào. Rồi chúng ta kéo cò để cho nó lên cò, để khi mà chúng ta để cái tay vào bấm một cái thì nó chích lấy máu rất là nhanh, thì chúng ta sẽ không đau. Rồi chúng ta nói về máy ha. Đây khui ra luôn. Đây cả nhà thấy cái nhựa, lớp nhựa nó rất là đẹp. Nó sẽ có 3 nút nè. Rồi ở dưới đây là cái cổng USB để chúng ta có thể chép lấy dữ liệu ra ngoài. Và cái nút ở phía sau là chúng ta đẩy để có thể lấy que ra ha. Và chỗ này là chúng ta có thể thay pin.
Đây là viên pin 2032, viên pin khá là quen thuộc, giống như khi mà chúng ta thay pin đồng hồ hoặc là pin laptop đó, cái máy vi tính đó, hoặc là các dòng máy đường huyết khác nó đều xài cái pin này giống nhau, nên là chúng ta rất là dễ tìm, dễ mua. Mua ở tiệm điện thoại cũng có nè, tiệm máy vi tính cũng có, sửa đồng hồ cũng có luôn. Đây cả nhà coi cái mẫu máy nha. Array là nhà máy Array ha, đây là cái thương hiệu Leukocad nè. Rồi, cổng USB. Còn trên đầu là cắm que. Còn sau lưng là chúng ta lấy que ra. Rồi, cũng rất là gọn ha. Rồi chúng ta sẽ khui hũ que nha. Hũ que 25 que và 10 que nhìn bên ngoài nó giống nhau nhưng mà sẽ ghi cái số lượng trên đây. Đây là 10 que nè. Và có hạn sử dụng luôn cả nhà ha. Đây hạn sử dụng bên đây. Đến tháng 9 2022. Tức là mỗi hũ que thường thì hạn sử dụng nó tầm khoảng 1 năm, vài tháng đến năm nó như vậy. Rồi bây giờ chúng ta khui ra. Rồi mình sẽ xé bọc luôn ha. Thì cái hũ que 25 que và 10 que thì nhìn nó cũng giống nhau cả nhà ha. Cái hũ nó cũng dẹp dẹp như vậy nè. Nó rất là gọn để mình có thể xếp bỏ vô trong túi, nhẹ nhàng dễ sử dụng, dễ mang theo. Rồi bây giờ mình sẽ khui kim nha. Thấy cái mũi tên không? Này gạt vô là khóa. Bật theo kiểu mũi tên là mở. Rồi chúng ta gắn kim vào ha. Đó, chúng ta gài lại. Rất là dễ dàng. Còn dưới đây chúng ta kéo cò. Rồi, cả nhà thấy nè. Mình bấm vào nút này. Mình kéo cò nó sẽ đổi màu nè. Đó. Bấm. Thì cây kim nó sẽ chích lên, nó giật xuống sẽ đâm vào tay chúng ta để lấy giọt máu. Và cái chỗ này là chúng ta sẽ chỉnh cái độ sâu của cây kim nè. Từ nhỏ tới lớn, thí dụ mà giả tay chúng ta mỏng hay dày. Thường thì cỡ mức 2, mức 3. Đó, giả tay mỏng, còn dày thì chúng ta tăng lên để cho nó không đau. Và cây bút này nó khá là tốt cả nhà ha, có nhiều cây bút á rất là dễ hư. Mình dặn là mình nghe nó lịch kịch, nó không êm. Còn cây bút này nó rất là êm nè. Đó, nhựa nó rất là khích. Rồi ok, bây giờ mình sẽ thử nha. Rồi chúng ta cắm cái game vào nè. Đó. Rồi chúng ta sẽ xoay nhẹ cái đầu. Để chúng ta lấy cái cây kim ra. Rồi. Mình sẽ đẩy lại. Nè, gài vô nè. Thấy không? Gài qua cái cặp. Rồi chỉnh độ sâu. Đó, rồi chúng ta sẽ kéo cò và để tay vào. Ta để tay vào, ta bấm một cái, để đầu ngón tay ha. Thì Hoàng Sơn sẽ có một cái video hướng dẫn rất là chi tiết nếu cả nhà mình xem không rõ. Thì hôm nay chúng ta sẽ chỉ xem cái mẫu máy này nó khác nhau chỗ nào thôi. Rồi bây giờ mình sẽ khui que nha. Đây là que thử. Nếu mà như cả nhà mình xài á, thì chúng ta nên rửa tay xong rồi chúng ta lau khô. Để mỗi lần lấy que ra vô như vậy nè, mình sẽ bảo quản được lâu. Chứ lỡ mà tay chúng ta ướt nhiễu vào là sẽ hư những cái que bên trong. Còn nếu mà chúng ta khui ra lấy như vậy thì mình sẽ sử dụng, hạn sử dụng nó đến 6 tháng là rất là lâu. Tức là mỗi cái hạn sử dụng nó là khoảng 1 năm. Nhưng mà khi chúng ta khui ra rồi á thì chúng ta xài trong vòng tầm 6 tháng. Nhưng mà Hoàng Sơn nghĩ á, là chúng ta xài que là chắc chừng 2-3 tháng là hết hũ que rồi. Tùy theo mình xài nhiều xài ít. Ví dụ đối với những người mà sức khỏe tốt ở gia đình á, chúng ta có thể kiểm tra 1 tháng định kỳ, 1 tháng, 2 tháng kiểm tra 1 lần. Nhưng mà đối với những người mà bị bệnh tiểu đường á, thì chúng ta có thể đo một tuần, có thể một lần, một hai lần thì cũng khá là nhanh hết que, không tính 6 tháng một hũ đâu nha. Rồi còn nhiều trường hợp á, là nếu mà chúng ta đang theo dõi tại bệnh viện mà bác sĩ yêu cầu á, là có thể một ngày đo đến 3 que, nên cả nhà mình chú ý ha. Bình thường thì chúng ta không có nên đo nhiều vậy đâu, trừ khi bác sĩ yêu cầu thì chúng ta mới đo nhiều, một ngày 2-3 que. Chứ bình thường á, thì đối với những người đã đường huyết ổn định rồi á, thì tuần đo có thể 2 lần, 3 lần tùy theo bác sĩ dặn ha. Rồi, cái que nó cũng có chữ luôn nè. Cả nhà thấy cái mặt ngược này nó không có hình, không có chữ gì hết. Còn cái mặt xuôi nè, nó có chữ Array trên đây nè. Đó. Thì chúng ta sẽ lấy cái phần mạch điện chúng ta cắm vào trên đầu ha. Mạch điện chúng ta cắm vào. Khi mà cắm vào cái thì nó sẽ hiện giọt máu chớp chớp.
Rồi chúng ta lấy cây bút chích lấy máu một cái và chúng ta để vào chúng ta để máy từ trên xuống như thế này nè, từ ngoài vào ha, từ ngoài chạm vào. Có nhiều hãng thì từ trên đặt xuống, còn đây chúng ta hai cái từ ngoài chạm vào đó, thì nó sẽ trong vòng 2 giây, maximum là 5 giây nhưng mà không tới 5 giây đâu, nó sẽ ra con số. Thì chúng ta sẽ tra vào cái bảng ha. Rồi chỉ đơn giản vậy thôi. Nếu mà như trường hợp mà để lâu quá mà nó tắt luôn cái màn hình nghỉ nè, mà chúng ta chưa xài que thì chúng ta nên rút ra và cắm lại. Chúng ta không nên lấy máu trước khi cắm que vào máy nha. Nếu mà chúng ta lấy máu trước rồi thì cái que nó sẽ hiểu là que đã sử dụng thì nó sẽ không xài được nữa. Chúng ta phải cắm que vào trước rồi mới lấy dao máu chấm vào đây. Rồi đó là dòng máy đo đường huyết của hãng Array mới nhất 2021 ha. Và cả nhà mình cũng có thắc mắc là nó sản xuất ở đâu, thì nhà máy sản xuất là tại Campuchia và que thì sản xuất tại Hàn Quốc cả nhà ha. Đó. Ví dụ giống như máy đo đường huyết áp của Omron thì nhà máy có thể đặt ở Việt Nam hoặc là ở Malaysia. Còn hãng này thì nhà máy sản xuất máy là đặt ở Campuchia nhưng mà theo tiêu chuẩn và quản lý của công ty Nhật Bản và linh kiện Nhật ha. Chỉ có là cái công lắp ráp vào là ở Campuchia và que thì nhà máy đặt ở Hàn Quốc. Rồi cảm ơn cả nhà đã theo dõi ha. Chúc bà con mình nhiều sức khỏe. Nếu mà bà con mình có thắc mắc về cái cách sử dụng thì mình có thể xem thêm trên kênh Sức Khỏe 60 giây. Hôm nay chúng ta đã xem được cái mẫu máy mới nhất 2021 và công nghệ mới nhất của hãng Array và ISO mới. Rồi chúc bà con mình nhiều sức khỏe. Tạm biệt và hẹn gặp lại.